Và chào mừng anh em đã quay trở lại với CN Gamer tập tiếp theo của Bluffer. Trong cái clip của ngày hôm nay thì mình sẽ đi săn tam kiếm của Zonoa Ronaldo. Và tiện theo đó thì mình sẽ bày level một nhân vật, level 4 khá là lâu rồi. Theo như mà mình tìm hiểu được trong con game Bluffer này, nếu như mà muốn săn tam kiếm của Zonoa Zoro thì mình phải săn từng cây một và mình phải chờ cho cái thằng bán thanh kiếm nó xuất hiện. Server VIP có tuổi thọ kéo dài trên 4 tiếng rưỡi thì nó mới xuất hiện một thằng bán kiếm. Còn server thường là phải 12 tiếng. Phát đầu tiên là 12 nhưng mà những phát tiếp theo nó reset sẽ là 4 tiếng xếp đều. Nói chung là server VIP nó sẽ nhanh hơn gấp 3 lần cho phát đầu tiên thôi nhá, chứ còn những phát tiếp theo vẫn là 4 tiếng xếp đều thôi. Và mình cũng chắc chắn với các bạn luôn là cái thời lượng làm ra quả clip này cũng không có ngắn đâu. 4 tiếng xuất hiện một thanh kiếm mà nó xuất hiện hên xui, kiểu giống như là phát đầu tiên nó ra thanh này, phát tiếp theo nó ra tiếp thanh đó, mà phát tiếp theo nửa ra thanh đó là mình mất mẹ 12 tiếng rồi. Cái này ấy, nếu như mà các bạn thoát ra server khác thì các bạn phải chờ tầm khoảng 10 đến 20 phút thì mình mới chết được, là xem là cái thằng bán kiếm đó nó có xuất hiện hay không. Làm thế nó rất là mất thời gian cho nên thả thôi, ngồi chờ 4 tiếng tiện cày level nhân vật nó sẽ là hợp lý hơn. Nên là cái video này chắc chắn là sẽ dài hơn 12 tiếng. Cho nên vậy thì các bạn đang xem hãy để lại mình một cái nút like, và đương nhiên rồi chưa nhấn đăng ký, bật luôn nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ cái video nào. Còn bây giờ thì đi thôi. Đầu tiên thì mình sẽ lưu vị trí set home ở cái khu vực đảo Hòa Băng này. Ở cái level 1100 mình sẽ nhận nhiệm vụ giết mấy thằng nhân viên phòng thí nghiệm. Mình cày haki quan sát luôn nha các bạn. Mà nâng haki quan sát lên V2 mình nghe bảo là phải né được 5000 phát. Ôi giời ơi luôn. Thì tôi chạy về xin một chết tưởng xem là mình né được bao nhiêu phát rồi, và thấy mới có né được có tầm khoảng 1000 mấy phát thôi, khá là ít. Đây sẽ là con cuối cùng để giúp mình đạt được cái mốc level 1125. Zeswa mở khóa nhiệm vụ tiếp theo. Level 1125 chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ giết mấy chiến binh mà bị cắm sừng. Ok, mình đã đạt đến level 1175 và mở khóa được nhiệm vụ tiếp theo rồi các bạn ơi. Ở level 1175 thì mình sẽ qua bên khu vực đảo hỏa để nhận nhiệm vụ nhiếp ninja dung nham. Ninja dung nham đây hả? Nhìn what salad thế nhờ. Nó cầm cái kiếm hai lưỡi nó bán ở trên đảo trên trời ở C1 đấy các bạn. Thằng gấu chim bé nó vào nó farm hộ mình này các bạn ơi. Nó chỉ gộp lại thôi. Nó gộp lại thì giúp mình đỡ phải lướt đi gộp từng con một lại. Như thế thì tốc độ của mình farm nó sẽ được nâng lên một tầm cao mới đấy. Xong cái đợt quái này thì mình đã đạt được cái mốc level 1200. Nó mở khóa nhiệm vụ tiếp theo cho mình rồi. Thông thạo kiếm thì phải giết thêm một con nữa mới đạt được level 350. Giết thêm cái con này nữa thôi là kiếm của mình sẽ đạt được cái mốc level 350. Và mình sẽ test lên thằng gấu nha các bạn ơi. Gấu ơi, ra cho anh test kiếm nào. Má, nó dùng trái bơ tô nó chạy luôn ông. Trong khoảng thời gian chờ thằng gấu quay lại thì mình sẽ test đam lên cái con quái NPC này nhá. Đầu tiên sẽ là skill Z, diệt quỷ. Xoạ. Ui, mẹ hiệu ứng chất vãi nồi, viêm chảm thì sẽ như nào. Nó chém ra lửa với con hiệu ứng thiêu đốt nữa này. Mà cái chiêu diệt quỷ này các bạn phải ghim trúng kẻ địch nhá. Còn mà các bạn không ghim trúng kẻ địch thì nó chỉ lướt lên phía đằng trước thôi. Mình sẽ gộp hai đứa này lại và mình sẽ sử dụng skill viêm chảm. Xem đây. Hiệu ứng đâu? Sao kéo thấy hiệu ứng đâu hết vậy? Sao mình chém một phát mà nó không có cái giống như phát đầu tiên mình chém nhở? Mẹ đùa à? Viêm chảm. À, nó phải nâng cao cái góc lên thì nó mới có cái hiệu ứng lửa nó đốt. Này do là mình cúi cái mặt xuống dưới đất mình chém cho nên là nó không có hiệu ứng các bạn ơi. Giờ mình sẽ chém thằng gấu. 726 đam. Còn mình bọc haki lên thì sẽ là 851. Thằng gấu nó đang bật haki ấy cho nên là đam nó sẽ bị ít đi. Còn mà nó tắt haki sẽ là 1k2 đam khi bọc haki này. 1025 đam khi mà không bọc haki. Diệt quỷ. Ui, 1900 đam. Với hiệu ứng là con đẩy cái địch bay ra xa nữa nhá. Còn viêm chảm thì nó sẽ đốt từ từ lên. Nếu như mà kẻ địch đứng trong vùng lửa sẽ là 2300 đam. Bây giờ chắc là mình sẽ đi mẹ con lợn gấu này. Rồi mày tới số mày rồi, mày xong rồi. Mày ơ kìa, má nó chơi bơ tổ nó chạy. Trong khoảng thời gian mà chờ nó bán cái thanh kiếm Ronoa Ronaldo thì mình sẽ cày luôn cái thông tạo của cây đinh ba rồng lên 350. Khi mà anh em giết được cái con smoke này nó sẽ có tỷ lệ rơi ra cái món vũ khí mà nó cầm trên tay, có cái hiệu ứng hạn chế tầm nhìn khá tốt với skill Z. Còn skill X thì
vứt mẹ đi. Không ổn các bạn ơi. Xong cái nhiệm vụ này là mình đạt được đến 250. Mà cái thông thạo của cây đinh ba rồng của mình mới chỉ có 327 à. Thế là có nghĩa là cái level mình sẽ lên trước. Còn cái thông thạo cây đinh ba rồng thì chắc chắn là vẫn chưa đạt được. Mình nghĩ là mình nên đi giết mấy con boss. Mình mở khóa nhiệm vụ tiếp theo rồi này. Cái đảo đầu lâu này là, nếu như mà trên phim là cái đảo của Kaido đúng không các bạn? Cái đảo đầu lâu này này. Ờ, mình qua cái đảo của Kaido để giết trùng cuối. Nhưng mà trùng cuối đéo phải Kaido. Đó là cái con đéo gì mà nó có thể gọi là con thể quái ấy. Cũng chịu ấy. Trong con game này nó đổi tên hết mấy con boss, cho nên là mình cũng không thể nào mà nhận biết được nó là con gì ở trên phim. À mà cái Dinba mình nó cầm trên tay này là đắn con này rơi ra đấy các bạn. Hôm nay mình sẽ sử dụng món vũ khí của nó để giết nó. Hợp lý. À đủ. Nó xài cái hải long nộ với mình này các bạn. Còn cái skill thủy long ngục nữa. Tí nữa chắc chắn là con boss này kiểu gì nó cũng sử dụng thôi. Và cái skill đó nó hóa giải được cái haki quan sát của mình đấy các bạn. Nó gọi thì quái lên này. Đấy, skill ít của nó đây các bạn. Nó sẽ hóa giải được cái haki quan sát. Ai da, miệng con thủy quái nhá. Rồi. Ai da. Nếu như mà anh em sử dụng trái Phật tổ thì có một vị trí đứng để có thể đắn được cái con boss này. Mình sẽ đứng ở dưới đây này. Đó, cho nó đứng ở trên. Nó sẽ đéo làm được gì mình cả. Thấy không? Cái skill Z, chắc là skill Z của con boss nó không trưởng chúng mình. Chỉ có cái skill mà làm ra cái cục băng ấy thì nó mới đắn chúng được mình thôi. Quẩn rớt chìa khóa thư viện này. Á đù. Mày bố láo. Cho mày cái hải long nộ vào mồm này. Lại rớt chìa khóa nước này các bạn. Con này nữa thôi là khả năng là lên luôn đấy. Chưa à, phải thêm con nữa anh em ạ. Rồi, mình đã farm được cái thông thạo cây đinh ba rồng lên được level 350. Và sẽ có skill thủy long ngục. Xoạ. Xoài. Mấy quả skill hiệu ứng chất vãi trưởng gộp cả hai combo lại thì được 4200 đam đấy anh em. Mà trong khi đó cái thủy long ngục của mình nó lại còn có cả hiệu ứng làm cho kẻ địch mất luôn cả haki quan sát nhá. Đẹp thực sự luôn đấy. Có con rồng uốn quan cái quả cầu hay sao ấy anh em ạ. Nhìn rõ thì sẽ thấy con rồng. Yes sir. Và mình vừa quay trở về cái server VIP của mình. Cái server này thì on cũng được 3 tiếng rưỡi, gần 4 tiếng rồi. Để cho những bạn nào mà chưa biết săn tam kiếm Rodoa rố rồ kiểu gì thì các bạn hãy nói chuyện với cái thằng NPC đang đứng ở đây. Bạn có biết anh ấy được thấy lần cuối ở đâu không? Đúng vậy. Một người ở đây trước đó đã nói rằng hôm nay đã nhìn thấy con tàu của anh ta gần đó, kiểm tra lại với tôi sau. Là có nghĩa là tầm khoảng 30 phút nữa thì thằng ấy nó sẽ xuất hiện anh em ơi. Vì cái server mình on được hơn 4 tiếng cho nên là lượm rương vàng nó đã ra được cái cây chìa khóa râu đen. Mình sẽ qua đấu trường bóng đêm nha. Nguyên nó vẫn đang còn đi săn cái áo choàng râu đen. Cái quả clip mà mình săn áo choàng râu đen đấy. Clip đó đến bây giờ luôn là 2 tuần rồi mà thằng Nguyên nó vẫn chưa săn được cái áo choàng râu đen anh em ạ. Đen luôn đấy. Mình phải công nhận là bữa mình hên nó mới ra chứ không biết là mình phải săn bao nhiêu con nó mới ra. Con râu đen được triệu hồi rồi, mình sẽ vô bú một ít exit cùng với đó là tiền và level. Hãy xem đây, diệt quý xoài 2400 nam, kết thúc nó đi bạn tôi ơi. Được Nguyên thật bóng tối 1500 điểm ép. Thằng Nguyên nó lại đếu ra áo nữa rồi. Đen mấy trưởng, nó săn 20+ con rồi chưa ra. Các bạn săn được cái áo choàng râu đen này chưa? Các bạn săn bao nhiêu con thì hãy comment về cái vận may của các bạn ngay phía dưới video này nhá. À mà tiện đây thì mình cũng nói luôn là mình đã lỡ mất một quả video khá hay. Cái đợt vừa rồi ngày 19 tháng 2 là sinh nhật mình ấy, mình có quay một cái video khá là dài cũng như là được các bạn bè như là chị Hà Mân này, rồi là Nguyên này, rồi là mấy đứa em Duy đồ các kiểu nó tặng cho mình trái ác quỷ uyển viễn. Mà cái file mình bữa rồi là mình có reset lại cái máy tính một chút, thế là bị mất hết file luôn. Mất cái file mà mình quay được là cái hôm sinh nhật đấy, đang quay lâu lắm rồi nhưng mà chưa edit được, thế là bị mất file luôn rồi anh em ạ. Khá tiếc. Đây nên là tiện trong cái video này thì mình nói luôn là đợt vừa rồi sinh nhật mình là thằng Duy ấy, nó tặng cho mình trái báo đốm vĩnh viễn này. Cái này là nạp chay luôn đấy các bạn, không nạp qua shop nha, nạp chay luôn, nạp trực tiếp thẳng qua App Store ấy. 3000 Robux thì được cái trái báo đốm vĩnh viễn này thằng Duy tặng này. Trái rồng này là bé dứa tặng mình này. Trái Kiyamuchi là được Nguyên Idol Top Top tặng. Thêm một trái nữa là đó là trái Phật tổ. Trái Phật tổ này là thằng gấu nó tặng mình. Còn chị Hà Mon tặng mình hẳn trái trái trọng lượng. Chị Hà Mon tặng mình trái trọng lượng nhá. Ủa chứ chị Hà Mon tặng mình mấy cái trái kia đấy các bạn. Đây, cái trái Purple này là mình tự mua nhá. Trái Purple là mình tự mua chứ không ai tặng hết. Còn lại là trái lôi, trái Blizzard, trái trọng lực, trái bóng đêm, trái độc, trái điều khiển, Spirit. Nói chung là mấy cái trái này là chị Hà Mon tặng mình hết đấy các bạn. Thôi tiếp mà.
cái quả clip đó thằng Nguyên nó còn hát happy birthday mẹ chúc mừng sinh nhật mình buồn cười vãi lìn, xong còn thằng Di nó còn làm bánh kem nó ấy cho mình nửa má mà tiếc vai mình bị mất file giờ kiếm lại không được luôn các bạn ạ. À, chán quá. À, mình còn cái file thứ hai của sinh nhật là cái đợt sau ấy là tặng chị Hà Bon tặng, còn cái file đợt trước ấy, cái file đợt trước là chúng nó hát đồ hò các kiểu nhiều lắm nhưng mà cái file đó mình mất mẹ rồi, chỉ còn cái file đợt sau thôi. Đợt sau là được chị Hà Bon tặng như là spirit rồi là điều khiển rồi là độc bóng đêm đó các kiểu thôi, nhưng mà thôi mất mẹ file trước rồi đang file sau làm cái đéo gì. Sau cái thời gian ngắn hạn thì mình nghĩ là mình nên fan cú đấm sấm sét lên mastery đó là 400, qua C3 sẽ thức tỉnh được lên V2. Mình đang rảnh háng quá cho nên là mình chả biết làm gì nữa. Mình nhận được thông tin của answer em mình là Nguyên Du Spy, nó nói là cái thằng bán kiếm nó đã đến rồi. Mình mang trái purple vào để đi kiếm cho nó dễ nhá. Quay lại với cái thằng bán kiếm một chút thì nó đã nói đến một câu chuyện tôi nghỉ ăn ấy sẽ đến đây sớm thôi. Đó là tất cả những gì mà bất cứ ai ở đây đều nhắc đến, có nghĩa là sắp đến rồi đấy anh em, tầm 10 phút nữa là nó đến đấy. Thằng Nguyên kêu là thằng bán kiếm đến rồi anh em ạ. À, đến cái khu vực vùng xa xôi nhỉ. Mình đến cái vùng xa xôi đi, mình chết ở những chỗ xa mình nó xài trái photo và đây rồi thằng bán kiếm đây, nó sẽ mặc bộ đồ vest màu đen nhá, nó khác với cái thằng bán haki là mặc đồ trắng, thằng này thì mặc đồ đen thôi. 2 triệu belly thì mình mua được cây sa đi đây, kiếm sa đi, một trong tam kiếm của Zoloa Ronaldo. Mà cái vỏ của cái thanh kiếm sa đi này nhìn xấu vãi, màu chủ đạo là màu đỏ màu trắng, nhìn như cái lan can trên đường ấy. cái rằn phân giải giữa hai đường ấy, em có để ý không, nó sẽ có mấy cái cột mà màu đỏ với màu trắng nhìn giống y đúc luôn à. Ở cái level 1250 thì các bạn sẽ nhận được nhiệm vụ đó là giết mấy thằng thủy sư đoàn, giết mấy cái con quái ở trên cái thuyền này, chúng ta sẽ nhận được một món vật phẩm đó là vật chất kỳ dị, cái này dùng để đổi kiếm đồ các kiểu khá là nhiều. Mình lên thông thạo 158 rồi các bạn ạ. Nó mở được cái skill kiếm khiêu vũ gì đấy, sao lại đứng như đứng chào cờ này. Chờ cho cái con quái nó spoil xong rồi mình test thử skill kiếm kiêu vũ là như nào nhá. Hiện tại đang đứng chào cờ ấy. Đây quái spoil. Đu. Nó sẽ chém liên tục. Nhìn khá là hay mắt. Mà mỗi tội thì đam nó cũng không được nhiều. Đấy xem đây, kiếm khiêu vũ xoài đỉnh cao, mở khóa nhiệm vụ tiếp theo level 1275. Nhiệm vụ sẽ là giết kỹ sư tàu. Kỹ sư tàu thì anh em chỉ việc đi thẳng xuống dưới gầm cầu thang dưới đây sẽ thấy bọn kỹ sư tàu ngay phía bên dưới. Ở dưới đây có 6 con nhá. Mình vừa nhận được quả thông tin là Nguyên nó kêu là cái con bán kiếm ấy các bạn, nó spoil rồi. Mình đi kiếm nhanh thôi, vì cái con bán kiếm nó sau 4 tiếng nó sẽ spoil, nhưng mà 15 phút mà mình không mua cái thanh kiếm của nó sẽ biến mất. Cho nên là xuất hiện là phải đi kiếm liền, không mất công nó lại mất rồi lại phải chờ thêm 4 tiếng ấy các bạn. Vị trí nó spoil là một con nó sẽ đứng ở đâu trên cái miệng núi này các bạn. Thứ hai là ở cái hòn đảo ngoài xa mà lúc này mình lấy được cái thanh kiếm đầu tiên, nó thanh kiếm xa đi. Thứ ba là hình như nó nằm trên cái ngọn cây của cái đảo hoa này. Vị trí thứ tư là nó nằm ở cái vườn thực vật, nó nằm ở đâu trên mấy cái đỉnh núi của mấy cái ngọn lá trên cao này các bạn ạ. Mình không biết là chính xác ngọn lá nào, mình chỉ nghe được như vậy thôi chứ mình chưa thấy bao giờ nên là mình cũng không biết đấy các bạn ơi. Bạn sử dụng trái ánh sáng hay là trái gì đó bay lên kiếm cho nó dễ. Có gặp mấy cái trái mà không có và trên đây không có rồi, ta phải đi đến vị trí tiếp theo thôi. Vị trí tiếp theo nó sẽ nằm ở cái cảng 2. Phải cảng 1 anh em ạ, lộn. Mình mới xài trái bơ tàu gần đây cho nên là chưa thuộc vị trí trong cái bảng. Đây, cảng 1 là ở đây này. Mình cứ đi dọc theo cái hầm của cái cảng 1 này, chạy qua phía bên kia là sẽ thấy một thằng bán haki. À, thằng bán kiếm. À, bữa rồi mình 9 tiếng săn cái haki xong nó cứ kiểu bị lú lú ấy. Đây. Ở đây sẽ có một thằng bán kiếm nhá, mặc vest đen, haki là vest trắng. Bạn tìm thấy ta rồi. Đây, thanh kiếm của Wano. Kiếm Wano này hình như là mạnh nhất trong 3 thanh đấy. Mình còn thiếu đúng cây Shisui nữa thôi. Tiếp tục cày thông thạo cho cây kiếm xa đi mà nãy giờ mình đã cày dở nhá. Hiện tại đang được 260 thông thạo rồi. Bây giờ chỉ là mới săn được 3 thanh kiếm của Zoro thôi. Sau này em lên C3 còn phải ghép 3 thanh kiếm đó lại thành 1 thanh kiếm nữa anh em ạ. À đâu, 3 thanh ghép lại thì nó hình như vẫn là 3 thanh chứ không phải 1 thanh được nhờ. Là nhất là phải giải thích thế nào giúp bạn thì hiểu nhờ. Nó là một cái vật phẩm mà trong đó có 3 thanh kiếm, nó sẽ là như thế, nhưng mà đây C3 mới ghép được. Và yêu cầu của nó là một thanh kiếm phải đạt được cái mức thông thạo đó là 300 mastery, là phải mở được cái skill ít lên em ạ. Thì thế cho nên là bây giờ mình farm luôn nhá. Mình săn xong rồi mình farm luôn 300 thông thạo cho 3 cây luôn. Biết nốt đợt này rồi thôi là cái kiếm Sadie đã đạt được cái mức thông thạo đó là 300 mastery.
Kim phong chảm à? Ái xà, để test thử cái kim phong chảm là như thế nào nào. Trong đây hơi tối nhở, không biết là có nhìn được không. Kim phong chảm. Hình như cứ điện. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cày luôn cung bảo một kiếm Wano quốc. Trong 3 thanh kiếm thì cây Wano này là cây khó ra nhất. Và cây sa đì vừa rồi là cây khó ra thứ hai. Cây dễ ra nhất đó là cây Shisui. Theo như kinh nghiệm mà thằng Nguyên cùng với bé dứa đi săn tam kiếm ở lần trước thì chuyện lại với mình và nói với mình như thế. Trong khi đó mình đi săn thì thế đéo nào. Được có hôm nay cây khó ra thì mình có gì. Thế nó mới hám lon chứ. À ha, xong cái quả nhiệm vụ này thì con nhân vật của mình đã đạt được level 1300 rồi các bạn ơi. Hôm nay lên khá nhiều level, lên 200 level rồi. Và mình nghĩ là vẫn cho nó lên tiếp, vì tiện cũng cày luôn thông thạo cổ kiếm mà. Level 1300 thì mình sẽ nhận nhiệm vụ đó là giết mấy cái thằng bếp phó. Con tàu bị nguyên rủa này nó tối thui à, cho nên là kiếm đường đi nó khó vãi trưởng anh em ạ. À đây, bếp phó hình như là mấy cái con ở dưới tầng hầm này. Mình sẽ đi vào sâu bên trong đây. Ở đây có thằng bán gì đây? Cú ghèm lạnh quá. Lạnh cái mẹ mình chưa liên quan gì đến tao. Nhưng mà cái con NPC đó nó có tác dụng gì vậy nhở? Có các bạn nào biết không? Chỉ mình mất. Server của mình lại tiếp tục on được thêm 4 tiếng rồi anh em ạ. Là có nghĩa là server của mình đã đạt được cái mốc 12 tiếng tuổi thọ. Wow. Mong rằng là phát này nó ra nốt cái Shisui để đỡ phải chờ thêm. Chờ thêm là nó sẽ dài lên đến 16 tiếng. Ui, cái thằng bán kiếm đứng ngay đây luôn này anh em. Ờ ngon. Mua luôn. Bán gì ấy thằng cô? Ui, nó bán cái xa đi. Trời ơi, quân mình cầm là xí xùi mà. Bố tổ ăn nguyên cùng với bé dứa kêu là cây xí xui nó dễ ra nhất. Thế đéo nào. Ảo ma rồi đấy. Rồi, đương nhiên rồi, phải chờ thêm 4 tiếng nữa thì nó mới bán kiếm tiếp theo. Xem đây, liên kết. Xoa. Hai con được có 3600 đam, hơi ít. Cái server này lại tiếp tục vừa on được thêm 4 tiếng nữa rồi anh em ạ. Về lại quán cà phê để mình chết với cái thằng NPC này con nào. Vẫn còn quá sớm. Cái này là do mình vừa out game vô lại ấy, cho nên là chưa được 10 phút nó nói thế ấy. Bên Haki ấy là mình có thể out ra server khác xong rồi mình đi kiếm luôn. Còn cái này là mình phải on vào server đó được tầm khoảng 20 phút thì mình mới biết được thông tin là cái thằng bán kiếm. Khó là khó ở chỗ đó đấy. Chán quá. Random thử một trái ác quỷ xem ra gì không nào. Mình có cảm giác nó sẽ ra một trái gì đó. Đồ! Nó ra trái rồi anh em ơi. Mẹ thì linh cảm đỉnh cao thực sự. Nhưng mà trái lôi mình có 3 trái mẹ rồi. Trái này chắc là cho dứa thôi chứ mà trái lôi này mình có hình biển mẹ rồi. Cho nên là thực sự gì nó ra thì cũng chả có gì đặc biệt cả. Mình để dàn cho dứa đi. Nãy giờ nó ngồi nó treo server này cho mình á. Này, cho mày trái lôi này. Đấy, chết dùm ăn xem là nó nói gì rồi. Dứa kêu là cái thằng bán kiếm đến rồi các bạn ơi. Ở cái khu vực vùng xa xôi và đương nhiên là không có rồi. Vị trí tiếp theo là con thuyền ma ám đi. Éo có rồi anh em ạ, nhìn xa xa như này éo có rồi. Về cái cảng ở dưới hầm là cảng 1 đúng không? Đây, 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 cái thằng bán kiếm đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được nó. Shisui, 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 Shisui. Shisui. Ôi, thế là mình đã săn được 3 thanh kiếm của Rodoa Zoro. Cái thanh kiếm Shisui này là cái vỏ nó đẹp nhất đấy anh em ạ. Tắt Haki đi. Cái lưỡi kiếm nó lại còn màu tím nữa nhá anh em. Vỏ kiếm thì đương nhiên rồi, nhìn khá là đẹp. Zesua, mình đã đạt cái mức thông thạo 1326. Thì chỉ cần 1325 thôi là nhận được nhiệm vụ giết con thuyền viên này rồi. Thuyền viên là mấy con nằm ở ngay phía bên trên này nhá. Nó sẽ có hai phòng spoil, một phòng bên trái, một phòng bên phải. Nó nằm đối lập nhau ấy. Bên đây 3 con, ở bên kia cũng 3 con nốt. 298 rồi, sắp được rồi. Ố, hình như là mình vừa chém chúng. À, chém chúng con ở dưới anh em ạ. Ố, mẹ đứng ở trên chém xuống dưới được này. Bùm anh em ơi, mấy con bếp phó ở dưới phòng dưới. Mình xài trái vật tổ cho nên là cái diện tích đắn của nó được rộng lên gấp 8 lần đấy. Thế là bung đắn sực xuống phía bên dưới luôn. Rồi, tròn level thông thạo 300. Test thử lên con NPC này con nào. Ngũ bạch trám. Xoa. Như cất mẹ nó giống cái chữ Z của cái đao đại đao Vicento đứng lên V2. Anh em nhìn kỹ này, nó giống y hệt luôn cái skill của Vicento đứng lên V2. Nó chỉ to hơn một chút mà. Còn cái liên kích này thì đè xong rồi nó chém nổ ra. Chả có gì đặc biệt cả. Cây Wano này phẹt ỉa vậy trời. Mẹn đeo chịu được luôn anh em. Mẹn đeo chịu được.
cái liên kết thì được cái dở. Thôi phá nốt cái xì xui nhá. Xong đợt nhiệm vụ này là mình đạt được 1350 và nó mở khóa nhiệm vụ tiếp theo này anh em. Cái kiếm xì xui của mình mới có 242 à. Đi giết mấy con boss đi. Mà tính ra cái nhiệm vụ tiếp theo mình nhận cũng là trên cái hòn đảo này luôn đấy các bạn. Lô đài băng không có Phật tổ, sạc kiếm khó chịu quá. Ấy à, mẹ nó đóng băng mình rồi. Ủa nhưng mà sao con boss này nó chọc lóc đầu thế này? Mình nhớ hồi trước là con boss này nó có tóc hay sao mà đúng không? Sao giờ đầu chọc thế này? Lỗi game à? Đúng không? Mình nhớ hồi trước là con boss này có tóc mà ta. Đâu có nhìn ngu như này đâu. Lên 249 rồi. Để giết xong con boss này thì chắc là cái thông thạo cái kiếm si xui mình đạt được 300 thông thạo đấy. Mình nghỉ vậy. Làm gì? Mày làm gì? 299. Trời ơi, có đúng một level thôi, sao không cho mẹ đi? Ok, về cái video này thì mất khá là nhiều thời gian đây, nên là mong rằng là các bạn hãy ủng hộ mình lại bằng cách là nhấn cái like và đăng ký, bật nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video nào. Tí nữa ngồi edit cái này nữa mới chết này, mẹ nó dài vãi cả lìn anh em ạ. À. Chắc phải làm hơn ngày mới xong được quả video này đấy. Bye bye.